giờ là tao hỏng tao bắt mình đi đâu. Chụp đẹp lại. Ừ, đẹp thì lại, nhưng mà không bao giờ là ảnh của em. Cái gì mà ô? Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh của Hiền và Tiên. Đã rất là lâu rồi mình không cho ông ý và mình bắt tay của ông ấy đi cho mọi người, nên bây giờ ông đã mất cảnh giác với cái người nguy hiểm hơn mình. Thực ra thì mình có rất nhiều lý do và cái mục đích để cho ông ấy chắc phải vài nghìn cái lý do. Thế nên hôm nay mình đã lấy được ra một cái gọi là idea sáng tạo nhất trong cuộc đời mình, đó chính là mình từng chút nữa này, chiếc hướng này để đi đập những cái thứ quý giá nhất của ông ấy. Cũng không phải cái này. Mỡ. Quay xe. Muốn biết là gì không? Đi là mình thôi. A few moments later. Ôi, hướng khác cơ mà.
nó là bạn bè công việc đồng nghiệp bình thường mà.
Hả? Bạn trêu gì à? Em chả trêu gì à? Trêu nó quay kìa. Em để vui vậy thôi. Hả? Để em bắt được bằng chứng anh đi với thằng khác rồi. Em quay lại cho mọi người xem. Còn đeo vào mát nguyên đây này. Anh có muốn xem ảnh không? Anh gì đâu? Đây, xem đi. Đây, video đây, ba đây. Đi mà. Em không biết có đứa đủ cho em. Đây một thằng, mai một thằng. Có muốn cãi gì đúng không? Đây là quay phim với điêu mà. Đúng trêu đúng không? Anh trêu. Mẹ bắt cái búa này. Mà tập bắt tốt rồi bao nhiêu dữ liệu giờ làm gì? Thế nhưng mà đây có phải thật không? Anh thật. Đây, đây, đây. Nay một thằng, ngày mai một thằng. Đây, đây. Diễn mà ai ai được cái diễn không? Thằng nào diễn? Thằng diễn. Thằng diễn thì còn không diễn. À, chắc thì anh là diễn. Hả? Anh định có thật thì sao? Điều mà diễn mà. Không diễn. Nó là con tôi có lấy gì dung. Mảnh treo quá, treo không? Làm không sao? Mà. Đánh cái gì? Đấy, giữa đây mà dùng. Trời ơi, lâm trọng. Ngon không? Tráng như Ngọc Trinh ngay.
À, chào chào bà, chào clip của em mà.